Giống như các bạn xem đó, cái mẫu kim bồn này này. Các bạn có nói là thêm đầy đủ. Đấy, hoa này là smooth 5 mét smooth bồn cung bồn nhìn. Sau khi mà đặt lên xong rồi á, thì khi anh thả tay ra thì anh thấy này, nó bị nặng bên 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 trái của em, còn bên này nó bị nhẹ, thì mình cân lại làm sao mình mở cái lắp này ra đây, cái lắp đây mở ra cái rồi mình mới trượt cái này qua lại được, để mình có thể mình cân bằng được. Cái dòng này là dòng zoom này đó, thấy không, em xoay này cái nó zoom này, thấy không? Mấy con mà iPhone rồi thì zoom mượt lắm, nhưng mà mấy con Android thì nó cũng hên xui, tùy con có con zoom được, có con zoom thấy cũng giật giật đó. Thì để mà mở được cái đèn thì anh giữ đề cái nút này, cái móng đèn anh thấy không nè, để ở đây cho dễ thì mình thấy đúng rồi, rồi giữ đi vô nè, thấy nha, đó thấy là đó, rồi đây đây gỡ đây chứ quay cho nó giữ cho thấy đó. Ok, thì nó vừa nó mới sáng mờ mờ thôi cho nên chưa nhìn thấy, bây giờ mình tăng độ sáng lên, mình cách là mình dán nhẫn cái này này, mình xoay này đó đó, tay nó rực lên chưa, ok chưa đó. Cho anh đưa lên như vậy nó chảy lên, đúng rồi, nó chảy lên đúng không, và nếu mà anh muốn nữa bắt đầu anh rửa lên như vậy, đúng rồi, anh có thể làm cái này luôn. Dạ đúng rồi, chứ còn nếu mà em follow mà em rửa lên như vậy đâu hay đâu lên được đâu, buộc lòng mà buộc lòng em phải đẩy theo kiểu này. Dạ. Nói chung cái này là bất đắc dĩ thôi, thật ra cái này nó không được linh hoạt đâu, anh phải dùng cổ tay là linh hoạt nhất, quét này này đó, đã bắt chưa, rồi di chuyển đó, mình không có điều khiển luôn, nó thề là nó di chuyển theo đó, di chuyển nhanh lên, ok, đầu quét ngang đúng không, dắt xíu xíu rồi đó.